xin của bạn có tên là Lan Anh nha mọi người. Đây rất là bao bì và extra mình đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Đầu tiên thì bạn mua cho shop mình một bé Cushy Cereal Melody nè, và một bé cốc nước Cinnamoro. Tiếp theo đó là những em mini rất là xinh và giá thì cực kỳ hạt dẻ nha mọi người. Một bé thỏ Kanahi, một cái đào 10.000. Mỗi này mình chỉ còn có tầm 5-6 bé là hết nha mọi người. Bạn nào thích thì nhanh tay mua nha, chỉ có 10.000 thôi. Một bé thu ú, một bé kỳ lân, một bé Mickey chất rất là mềm và sẵn tăng mọi người, chất nó rất là mềm luôn á. 13.000 một bé thôi. Một bé bình sữa có giá là 14 nha. Một bé Mickey nè, Mickey gấu 13. Tiếp theo là bạn đặt bún que kem có giá là 9.000 một cây, rất là cưng nha mọi người. Đây, rất là cưng, 4.000 một que ha. Tiếp theo là hai bé sô-cô-la, chất thì phải gọi là siêu mềm. Mọi người nhìn nó mỏng thôi chứ nó siêu chậm tăng luôn á. Cái này thì nó hơi bị khuyết điểm một xíu nên là mình sẽ đổi cho bạn cái khác nha. Ok, một bé mây màu xanh 11.000. Và cuối cùng là một bé lông nước nha. Đơn hàng của bạn Assam, cảm ơn bạn đã hộ shop. Đơn hàng rất là xinh luôn. Đơn hàng của bạn khách sĩ bên shop nha. Đây là bao bì mình hỗ trợ và extra. Bạn khách sĩ bên shop mình là gồm có 10 cái bánh mouse. Trời, bên mình là bán lẻ đã rất là rẻ rồi nha mọi người. Còn bán sỉ đó thì giá nó cực kỳ hời cho mọi người. Về mọi người bán lại cũng được các mọi người. Bạn đặt 10 cái bánh mèo, 3 cái, trời nó thơm. 4 này, 5. Bánh mèo thì khỏi phải bàn rồi nha mọi người, chất thì gọi là quá đỉnh luôn rồi. 7, 9, mình có duyên một cái màu xanh lá thôi nha mọi người. Bánh mèo này mình còn hình như là 10 cái, mọi người thích nhanh tay nha. Bạn nào sỉ thì có thể hốt hết luôn nha mọi người. 10 cái và sỉ 5 cái Kanahi ha. Một cái bánh màu vàng này. Đấy, 2 cái, 3 cái, 5 cái nha mọi người. Quá là xinh luôn. Một bé Kitty, em là sỉ có 30 thôi nha mọi người. Và cuối cùng là những 2 cái lon nước. Và một bé khoai tây có giá là 9.000. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn nó một shop nha. Tí mình sẽ tặng thêm extra cho bạn nhé. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đồng Nai nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn ha. Đáng lẽ là cái bao bì này mình sẽ tặng cho em Squishy kia, nhưng mà tại vì cái bao bì to mình hết đấy mọi người, nên mình tặng cho bạn cái bao bì zip luôn. Mong là bạn sẽ thông cảm với mình nha. Đặt như bên shop mình đã chỉ là một bé bánh hamburger mèo có giá là 55.000. Đơn hàng của bạn Assam, các bạn đồng hồ shop. Tiếp tục là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người. Đây là phần bao bì và extra mình tặng kèm với đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua bên shop mình lần lượt là gồm có 5 em thu ú luôn nha mọi người. Một đơn hàng có 5 em thu ú, các bạn là một bé kỳ lân, một bé hổ la la. Những cái em này là mình bán giá 9.000, là nó sẽ có những cái em nó không được mềm và chậm tăng đâu nha mọi người. Mình sale với giá là 9.000 rồi nên là mình mong mọi người thông cảm nha. Đôi lúc là mình sẽ lấy ngẫu nhiên những cái em nó cái chất của nó khá là cứng ấy, mọi người thông cảm nha. 9.000 thì cũng quá là rẻ so với những em này rồi. Nên là đôi lúc mọi người nhận về những em này cái chất của nó không được mềm và chậm tăng thì mọi người thông cảm nha. Tại vì mình sale 9.000 rồi ấy. Và đây là em thứ 5. Em nghĩ bạn đã sao? Nhưng bạn nó mở sắp nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đắk Nông nha. Đây là phần bao bì và extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Thì đầu tiên bạn mua bên shop mình đâu, đó chính là một cái bánh mèo. Những em này thì khỏi phải bàn rồi, chắc quá là mềm và slow rồi ha. Tiếp theo là bạn đặt một bé, bạn có đặt hai bé mini ngẫu nhiên, mình lấy cho bạn một cái cupcake và một cái donut. Cuối cùng là bạn có đặt thêm một bé thu ú ha, bé thu ú hộ. Đây của bạn đã xong, các bạn đồng hồ. Tiếp tục là đơn hàng của bạn ở Vũng Tàu nha. Đây là phần bao bì và extra mình tặng thêm cho đơn hàng bạn. Bạn có đặt bên sức mình đầu tiên là một cái bánh khối. Bánh khối nhật có giá là 11.000. Một bé thu ú heo rừng giá là 9.000. Một bé đám mây giá là 11. Chất xưa nha mọi người, rất là mềm và chậm tăng. Một bé bánh mèo giá là 11 luôn nha, chất bao đã luôn. Và một bé bình sữa như thế này
nghĩa là 14 nha. Đơn hình của bạn đã xong, các bạn ủng hộ. Kế đến là đơn hình của bạn ở Sóc Trăng nha, đây là bao bì và extra mình tặng kèm nha mọi người. Bạn mua bên shop mình một combo gồm có 5 em ngẫu nhiên. Móc cho bạn là một bì á, hai bì á, ba bì á, bốn bì á, năm bì. Đơn hình của bạn đã xong. Một bạn đồng xung là đơn hình của bạn ở Hậu Giang nha, đây là bao bì mình tặng kèm. Bạn đặt nhớ mình shop mình một bé squishy đào 10.000 nha. Mình đang sale tại vì nó có defect. Đơn hình của bạn đã xong, các bạn đồng hộ xong. Tiếp theo là đơn hàng rất là mini luôn. Và cuối cùng là đơn hàng rất là mini của một bạn ở Bình Định nha mọi người. Đây là phần squishy bé nào, một bé mochi chính hãng Nhật nha mọi người, 15.000 một cái thôi. Sale rẻ luôn, đây là bao bì nha. Đơn hình của bạn đã xong, các bạn đồng hộ shop nha.